Xin cảm ơn bài báo cáo rất là xúc tích và cập nhật của Phó Giáo sư Đỗ Văn Huân. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Nguyễn Văn Trí giới thiệu báo cáo viên tiếp theo. Tiếp theo thì kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hiền sẽ trình bày đề tài ứng dụng các bằng chứng mới trong suy tim. Bác sĩ lâm sàng nên làm gì? Xin kính mời bác sĩ chuyên khoa 2. Dạ, kính thưa anh Nhân, kính thưa anh Trí, kính thưa bác sĩ Huân, hai bác sĩ Huân luôn. Dạ. Kính thưa quý đồng nghiệp, tôi xin phép trình bày tiếp bài thứ 3. Những cái ứng dụng các bằng chứng mới trong suy tim, chúng ta nên làm gì? Thì nếu chúng ta nhìn lại, từ lâu lắm rồi, thì đến năm 2012 thì cái guideline chữa suy tim thì có vẻ tương đối là được áp dụng và có vẻ chuẩn mực của ESC. Nhưng ở thời điểm này mình cũng thấy rằng là người ta còn chưa phân định rõ, phải đến mãi đến bước thứ 3 mới đến ES. 4 năm sau, là năm 2016, thì mình thấy rằng là cái sơ đồ hướng dẫn nó chi tiết hơn, nhưng vẫn là theo một cái trục dọc là bắt đầu từ trên bên chuyển và beta và thêm lợi tiểu, sau đó với thêm các biện pháp khác bên cạnh những cái biện pháp điều trị chung. Như vậy thì mình tính cứ khoảng 2008, 2012, 2016, như vậy cứ trung bình 4 đến 5 năm thì chúng ta sẽ có một sự thay đổi của suy tim. Như vậy thì để mình thấy rằng là bây giờ chúng ta sẽ sau 5 năm mình có cái gì để mình thay đổi. Thì đây là trên cái sơ đồ để mình thấy suốt từ năm 86 cho đến giờ thì rất nhiều nghiên cứu mà có kết quả dương tính trong các thử nghiệm suy tim ới ép giảm. Thì chúng tôi đơn cử chỉ tập trung vào trong từ năm 2016 cho đến năm 2021 với rất nhiều nghiên cứu, trong đó có những nghiên cứu Pioneer, Victoria, nghiên cứu của quốc chế Antipo, nghiên cứu Harvin trên thiếu sắc và rất nhiều các nghiên cứu khác. Thì chúng tôi xin phép chỉ trình bày rất ngắn một vài nghiên cứu để mình thấy rằng nó đã thay đổi guideline như thế nào. Thì đầu tiên là nghiên cứu Pioneer là nghiên cứu về acne trên bệnh nhân suy tim cấp mà chúng ta đã nghe nhiều. Thì rõ ràng là việc chúng ta sử dụng sớm thuốc mà có hiệu quả trên bệnh nhân suy tim ở bệnh nhân trong giai đoạn đang nằm viện thì sẽ giúp cải thiện rất là tốt. Và với nghiên cứu của Pioneer thì cùng với nghiên cứu paradigm của acne cho suy tim mãn thì đây sẽ là một cái nghiên cứu cho cái chuỗi của acne cho cả bệnh nhân suy tim ổn định và suy tim cấp. Và điều này đã được highlight năm 2019 của Mỹ và châu Âu cho phép chúng ta sử dụng cho suy tim cấp cho cả bệnh nhân đã từng khởi trị acne hoặc chưa. Như vậy thì cái quá trình mà chúng ta hoàn thiện điều trị suy tim cho đến năm 2019 nó sẽ tập trung vào hệ giao cảm, hệ SRAA, trong đó có acne và kháng aldosterone. Nhưng mà trong suy tim chúng ta đều biết nó còn có nhiều cơ chế khác, những tác động khác mà chúng ta chưa được nghiên cứu. Chính vì vậy mà năm 2019, 2021 thì những nghiên cứu tác động lên các hệ này đã được ra đời và nó đã thay đổi guideline vào năm 2021. Đầu tiên là ức chế SGLT2 thì các anh chị đang nghe rất là nhiều. Từ nghiên cứu DAPA-HF đến nghiên cứu EMPRO-REDUCE, chúng ta đều biết là hai nghiên cứu này đã mang lại cho bệnh nhân suy tim ép giảm với cái tiêu chí chính là tỷ lệ tử vong do tim mạch và nhịp điện do suy tim là giảm với tỷ lệ trung bình là khoảng 30%. Như vậy mình thấy rằng các thuốc này đã rất tốt cho bệnh nhân suy tim mãn trong vấn đề làm giảm cái tỷ lệ biến cố chính của bệnh nhân suy tim. Vậy thì trong suy tim cấp thì sao? Thì các thuốc này cũng đã được nghiên cứu như Phó Giáo sư Huân đã vừa trình bày, như là nghiên cứu SOLID, WHF thì chúng ta đều thấy là khi chúng ta sử dụng sớm Soluglitazone thì đều mang lại hiệu quả tốt trên tiêu chí tử vong tim mạch, nhịp điện suy tim và phải đi khám khẩn cấp vì suy tim. Và nghiên cứu gần đây là nghiên cứu EMPUNA trên AHA cũng là một cái nghiên cứu cho bệnh nhân dùng empagliflozin suy tim cấp. Cái đặc điểm của nghiên cứu này là người ta dùng rất sớm, trong vòng một ngày nhập viện và trong vòng 5 ngày sau khi nhập viện, tức là ở giai đoạn trước xuất viện người ta đã dùng rồi với các tiêu chí như bác sĩ Vân đã trình bày, đảm bảo bệnh nhân ổn định. Trong cái nghiên cứu này thì chúng ta thấy là cái mức độ suy tim cũng là tương đối với NTNB là trung bình khoảng 3.000, mặc dù tiêu chí nhận vào là 1.600 trở lên. Thì mình thấy rằng là toàn bộ các tiêu chí tử vong
biến cố suy tim đầu tiên, biến cố nhập viện đều giảm ở bệnh nhân sử dụng sớm Enfuel sau 90 ngày chúng ta theo dõi. Một cái nghiên cứu mà cũng đã được đưa vào guideline rất tiếc là chưa có Việt Nam, đó là nghiên cứu tác động lên NO, là nghiên cứu Victoria. Thì đây là một cái nghiên cứu để người ta sử dụng thuốc và Cilulac trên bệnh nhân suy tim mãn ổn định, người ta bổ sung thêm thuốc tác động lên NO mà trước đây chúng ta thấy dùng Nitrat không hiệu quả. Thì đây là thuốc và theo một cơ chế khác tác động NO nhưng làm tăng cái cycle về vòng, nó tạm là tăng sản xuất NO ở bệnh nhân suy tim. Và trên nhóm bệnh nhân mà sử dụng thuốc này thì mình thấy rằng là nó đã làm giảm cái tỷ lệ tử vong nhập viện do bệnh nhân suy tim với sử dụng Vericiguat. Và tháng 1 thì Vericiguat đã được chấp nhận cho chỉ điều trị suy tim hơi ép giảm. Thì các anh chị sẽ thấy trong cái guideline ở những bệnh nhân mà còn triệu chứng và hay tái nhập viện do suy tim thì đây sẽ là thuốc được bổ sung bên cạnh những cái thuốc điều trị tứ trụ mà chúng ta đã nghe rất là nhiều. Và năm 21 người ta cũng công bố thêm một nghiên cứu quan tâm về thiếu sắt, vì chúng ta đã biết là thiếu máu và thiếu sắt là những vấn đề cần phải quan tâm ở bệnh nhân suy tim, đặc biệt sau suy tim cấp. Thì với việc chúng ta sử dụng sắt truyền ở bệnh nhân suy tim cấp thì sẽ đã giảm được cái tỷ lệ bệnh nhân tái nhập viện sau suy tim. Rất tiếc là những thuốc này chúng ta cũng chưa có tại Việt Nam. Như vậy mình thấy rằng là sau 4 đến 5 năm một chu kỳ thì chúng ta sẽ có những thay đổi về guideline. Và thay đổi kỳ này thì nó tương đối khác nhiều so với trước đây. Cái đầu tiên là mình thấy người ta khẳng định cái tứ trụ, tức là một cái điểm gì đó là không có thiên vị ai cả, tất cả là đều phải có vai trò và chúng ta đều phải cố gắng sử dụng. Như vậy rõ ràng trong cái tứ trụ này thì người ta nhấn mạnh lại cái vai trò của acne thì nó sẽ cố gắng ưa thích hơn so với ức chế men chuyển. Và thứ hai là ức chế acetitu đã được đưa vào cùng với các thuốc khác trong sử dụng. Và nhìn trên sơ đồ mình thấy là cái tính viết hàng ngang, như vậy là nó khác với cái trước đây là viết theo trục dọc. Thì rõ ràng để người ta khuyên chúng ta là cố gắng bắt đầu càng đủ các thuốc này càng tốt, chứ không phải theo trình tự là từ cái này để tăng liều cho đến cái kia. Thì đấy là sự khác biệt quan trọng trong cái guideline 2021. Tại sao như vậy? Là bởi vì khi chúng ta sử dụng cả 4 thuốc thì cái hiệu quả chúng ta mang lại nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với chúng ta chỉ đơn thuần sử dụng một thuốc, có thể giảm hiệu tăng hiệu quả lên đến 73%. Và như người ta tính là nếu chúng ta sử dụng cho một người từ 55 tuổi 4 thuốc này so với người chúng ta điều trị không có thuốc ức chế SGLT2 thì chúng ta kéo dài cuộc sống có thể đến 8,5 năm, trong khi không dùng thì chỉ kéo dài được 5,5 năm mà thôi. Vậy vấn đề đặt ra khi chúng ta áp dụng cái này là chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta áp dụng những kết quả nghiên cứu này vào trong thực hành một cách tốt nhất, an toàn nhất cho bệnh nhân. Chúng ta sử dụng lần lượt hay là tăng liều rồi mới cho vào, hay là chúng ta sử dụng làm sao? Thì đó là vấn đề chính của ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta đưa ra 5 cái nguyên tắc tối ưu hóa điều trị suy tim tối giảm, làm sao chúng ta thực hiện được cái quy trình này. Đầu tiên chúng ta phải thay đổi về mặt quan niệm. Thì quan điểm thứ nhất tức là chúng ta dùng liều thấp hơn mục tiêu mà người ta đề nghị thì vẫn tốt hơn là không điều trị. Thì đó là cái quan điểm mà chúng ta thay đổi trước đây, vì chúng ta trước đây cho rằng cứ phải là 50% hay gần liều đỉnh tốt, không phải dùng mới dùng vẫn có thể có hiệu quả. Một cái thứ hai là chúng ta phải lưu ý cá thể hóa, bởi vì một liệu pháp thì có thể mang lại lợi ích cho nhiều bệnh nhân suy tim rõ ràng, tức là nguyên tắc chung, nhưng sẽ có một số liệu pháp thì chỉ mang lại lợi ích nhỏ bệnh nhân thôi, tức là phải cá thể hóa. Chính vì vậy chúng ta phải có một cái kế hoạch chăm sóc bệnh nhân riêng biệt để đảm bảo là chúng ta mang lại lợi ích tốt nhất và đủ đầy đủ thuốc nhất cho bệnh nhân. Và trong điều trị thì vì chúng ta cần phải bắt đầu rất nhanh vì cái lợi ích của thuốc nó xuất hiện rất sớm. Tôi lấy ví dụ như EMPA là 12 ngày, DAPA là 18 ngày, ACNI là trong vòng 1 tháng. Vậy thì việc chúng ta sử dụng sớm thì nó sẽ rất là tốt cho bệnh nhân, nên cần phải bắt đầu sớm và hành động nhanh. Và khi người ta có biến cố thì chúng ta cần phải nhớ đây có thể nó chỉ là cách để chúng ta xem lại, chứ không phải là chúng ta bỏ trị liệu. Chúng ta phải cân nhắc lại và chúng ta điều chỉnh để chúng ta cố gắng thực hiện. Đó là 5 nguyên tắc cơ bản để chúng ta thực hiện. Vậy thì 5 nguyên tắc cơ bản này nó dựa trên cái cá thể hóa nào? Thì nó sẽ dựa trên 4 cái tiêu chí chính của người bệnh để chúng ta
quyết định cái chiến lược ngay từ ban đầu chúng ta sẽ áp dụng cái việc chúng ta sử dụng bốn cái thuốc tứ trụ này như thế nào. Đó là huyết áp, tình trạng nhịp của bệnh nhân, là nhịp xoang hay là dung nhĩ, tình trạng thận cũng như là tăng kali máu. Thì chúng ta đã quen với cái sơ đồ cá thể hóa mà các anh chị đã quen rất là nhiều. Với cái điều trị trung tâm, chúng ta thấy là hình màu đen ở đây là bốn các thuốc tứ trụ cộng với tình trạng có xung huyết thì chúng ta phải sử dụng tới tiểu. Thế và xung quanh thì nó sẽ là cái tình trạng huyết áp, không dung nhĩ, tần số tim và tình trạng bệnh thận và tăng kali máu để chúng ta quyết định cái chiến lược. Như vậy chúng ta bắt đầu với thuốc nào? Thì câu trả lời chúng ta phải phân định người bệnh của chúng ta là sau suy tim cấp giống như là khi chúng ta trình bày hay là suy tim mãn ổn định. Vậy thì sau suy tim cấp thì các anh chị nhìn trên cái sơ đồ thì chúng ta cần phải trả lời cái câu hỏi là người bệnh của chúng ta sau suy tim cấp đấy đã hết xung huyết chưa hay là vẫn còn. Bên này là đã hết và bên này là vẫn còn. Thì cái sự khác biệt đối với cái trường hợp mà tình trạng xung huyết mà đã hết thì có nghĩa là chúng ta có quyền bên cạnh những thuốc ức chế men chuyển thụ thể và kháng cái aldosterone thì chúng ta có thể sử dụng chạy beta một cách tương đối thoải mái và chúng ta chưa nên bắt đầu ngay SGLT2. Còn ngược lại nếu còn xung huyết thì chúng ta chưa nên bắt đầu chạy beta mà hãy bắt đầu các thuốc ức chế ARA và chúng ta có thể cho thêm ức chế SGLT2. Đó là trong suy tim cấp. Sở dĩ như vậy là vì sao? Chúng ta đều biết là khi các thuốc chúng ta đang chữa cơ bản, cái này là vì năm 2019 nên chưa có vai trò SGLT2, thì mình thấy rằng là người ta sẽ, đây là ba cái thuốc chúng ta thấy gọi là standard trước đây, thì nó sẽ có tình trạng suy tim cấp là mình tiếp tục hay là mình ngưng, và sau đó thì mình bắt đầu và mình chuyển đổi. Thì tùy cái tình huống của người bệnh mà chúng ta thông thường chúng ta sẽ phải ngưng trừ khi tình trạng huyết động ổn mà thôi. Như vậy thì mình thấy rằng là ở bệnh nhân sau khi suy tim thì chúng ta phải bắt đầu lại, và khi thông thường nó sẽ bắt đầu lại khi huyết động người ta hoàn toàn ổn định. Và trong cái trường hợp bắt đầu lại đấy thì người ta thấy rằng là bệnh nhân như chúng ta đã biết là ngay giai đoạn đầu một tháng tử vong rất cao, nhưng sau khi chúng ta chữa ổn định thì cái tỷ lệ dùng thuốc khi xuất viện rất thấp. Chỉ có 23% là có thể điều trị tương đối standard chuẩn, đây mới tính là ba thuốc với nhau chưa tính SGLT2, rằng là rất thấp. Chính vì vậy người ta mới thấy rằng là chúng ta cần phải bắt đầu luôn cả bốn thuốc trong thời điểm mà chúng ta bệnh nhân xuất viện. Thì đây là cái trình cái bốn thuốc chúng ta nên sử dụng. Khi mà còn xung huyết thì chúng ta phải dùng chẹn beta sau, và chúng ta dùng ức chế hệ RAS trước, kháng aldosterone và SGLT2. Còn khô thì chúng ta dùng cái này sau, và chúng ta có thể dùng 2 hay 3 thuốc trong cái tứ trụ này. Và sở dĩ người ta khuyên thích chúng ta dùng SGLT2 là bởi vì chúng ta thấy cái hiệu quả nó có rất là sớm, là sau 12 ngày chúng ta bắt đầu trong nghiên cứu EMPOWER-DU. Và khi chúng ta sử dụng sớm cái SGLT2 này thì nó có thêm những cái lợi ích khác cho những bệnh nhân. Thứ nhất, lợi ích lâm sàng chúng ta đã thấy. Thứ hai, khi chúng ta dùng cái này thì nó, người ta nhận thấy rằng khi chúng ta dùng sớm thì cái khả năng chúng ta kê tiếp sau khi xuất viện nó sẽ cao hơn là những người không dùng. Và thứ ba, khi chúng ta dùng sớm thì chúng ta sẽ tăng khả năng sử dụng thêm các thuốc kháng aldosterone và acne, bởi vì chúng ta dùng SGLT2 thì nó sẽ làm không làm tăng kali máu, giống như làm giảm bớt tình trạng tăng kali máu đi. Chính vì vậy chúng ta có cơ hội để chúng ta sử dụng hai cái thuốc này. Và thuốc này là tương đối an toàn, dễ sử dụng. Và đặc biệt là cho người lớn tuổi thì dùng tương đối an toàn. Thì đấy là lý do tại sao người ta khuyên chúng ta có thể dùng sớm thuốc SGLT2, đặc biệt là sau nghiên cứu EMPAN thì chúng ta có quyền sử dụng. Và hiệu quả này thì nó có thể, nó độc lập với cái chuyện chúng ta sử dụng cái liều đích của các thuốc khác, ngay từ liều trên 50 hay dưới 50, thì việc chúng ta sử dụng SGLT2 nó đều mang lại hiệu quả. Đó là lý do chúng ta nên sử dụng sớm. Đấy là đối với suy tim cấp. Đối với suy tim mãn thì chúng ta thấy là như thế nào? Thì rõ ràng là người ta đưa ra một cái hình mới rất là thú vị, là chúng ta phải cố gắng bắt đầu cả bốn thuốc. Các anh chị nhìn thấy là đây là đứt đoạn làm 3, thì thông thường quá trình của acne là tăng gấp 3 lần, mất 3 lần tăng liều. Chạy beta thì có thể 4, kháng aldosterone là 2, còn riêng SGLT2 thì chúng ta có một liều duy nhất. Đấy, thì đó là cố gắng chúng ta phải sử dụng luôn bốn thuốc này nếu như suy tim mãn tương đối ổn định rồi. Nhưng tất nhiên thì những bệnh nhân nguy cơ cao, ví dụ như mình thấy huyết áp không phải là quá tối ưu, ví dụ nó chỉ là 100
mà chúng ta thấy nhịp tim lúc đầu chữa suy tim nó không phải là trên 70 mình còn nhát thì mình từ từ mình cho chạy beta chẳng hạn, thì đấy là thì sau đó mình thấy ổn thì mình mới cho tiếp. Đúng rồi, khi bắt đầu thông thường là mình sẽ cố gắng bệnh nhân ổn thì mình có thể cho bốn thuốc liều thấp, nhưng nếu không ổn thì mình có thể cho hai hoặc ba thuốc trước để sau đó chúng ta phối hợp sau. Biết làm sao trong vòng 6 tuần, tức là 42 ngày là chúng ta phải đạt được cái mục tiêu là chúng ta dùng được cả bốn thuốc tứ trụ. Cái này với chế độ này thì nó khác với chế độ từng bước ngày xưa là chúng ta phải mất 3 đến 6 tháng chúng ta mới sử dụng được đủ các thuốc chuẩn, và lúc đó mới chỉ là 3 thuốc. Vậy bây giờ 4 thuốc mà chúng ta chỉ trong vòng 42 ngày thì đó là cái cần phải suy nghĩ. Và chúng ta nhớ là không có một cái công thức nào cho mọi bệnh nhân, mỗi một bệnh nhân chúng ta có thể bắt đầu thuốc này thuốc kia trước là tùy thuộc vào người bệnh. Vậy thì đối với các thể lâm sàng chúng ta sẽ thấy nó khác nhau thì chúng ta sẽ phải lựa chọn khác nhau. Thì các anh chị sẽ nhìn đây là cái thể lâm sàng đầu tiên là vị huyết áp thấp mình sẽ dùng như thế nào theo căn cứ bốn cái chỉ tiêu chúng tôi đã ban đầu, bệnh thận chúng ta dùng làm sao và tình trạng loạn nhịp như thế nào. Cái sơ đồ này thì nó mới hơn sơ đồ của Rossano và trong ESC công bố, thì người ta đưa ra thêm một khái niệm suy tim và gánh nặng loạn nhịp. Ở đây người ta không nói đến dung nhĩ, chỉ nói đến gánh nặng loạn nhịp, tức là nó gồm những trường hợp nhịp nhanh thất không dai dẳng, nhịp nhất không dai dẳng hoặc là mạch thu thất lập lại nhiều lần trên monitor. Thì chúng tôi đi vào phần đầu tiên mà cái mà chúng ta hay gặp nhất mà cũng đáng sợ đó là chúng ta gặp một người suy tim và huyết áp thấp. Thì câu trả lời của chúng ta là xem tình trạng này người ta chúng ta đang chữa người ta bị huyết áp thấp đấy là cấp tính hay không, và cái tần số tim khi thấp là như thế nào, bởi vì bắt buộc nếu trong tình huống thông thường cấp tính nó sẽ có nguyên nhân, còn không thì chúng ta sẽ liên quan đến các vấn đề điều trị, thì chúng ta cố gắng phải tìm nguyên nhân tại sao như vậy. Có thể là bệnh nhân có bị tiêu chảy hay bị nhiễm trùng, hay chúng ta dùng thuốc giãn mạch không đúng, hay bệnh nhân bị tiểu đường nặng lên rồi có mất phản xạ những mạch máu, hoặc là chúng ta dùng beta không tốt thì nhịp chậm, hoặc phối hợp thêm invalidin gì đó làm nhịp quá chậm, vân vân. Thì đó là cái bước đầu tiên. Và điểm thứ hai là chúng ta phải thấy rằng là khi huyết áp người hơi thấp như vậy thì nó có triệu chứng hay không, bởi vì thông thường khi thấy huyết áp thấp 10 hay 9 rưỡi là chúng ta sợ chúng ta ngưng thuốc được, đấy không đúng. Bởi vì trong các nghiên cứu khi nghiên cứu chúng ta nhận thấy là cũng như là trong nghiên cứu của trẻ beta gặp Vedido thì người ta vẫn sử dụng cái cả Vedido cho người huyết áp 90, 95 nếu như không có triệu chứng đó, thì đấy là những điểm chúng ta hết sức thận trọng. Vậy nếu như những triệu chứng này không có thì có thì chúng ta phải đi bệnh viện, còn nếu không có thì chúng ta bắt buộc phải đánh giá. Sau khi chúng ta đánh giá lại thì nó sẽ có ba cái vấn đề. Một, huyết áp trở lại bình thường không triệu chứng thì chúng ta chỉ dặn bệnh nhân ăn uống ngủ nghỉ cho đầy đủ. Nếu như huyết áp lên và bệnh nhân có triệu chứng của tụt huyết áp thì lúc đó, hoặc là huyết áp dưới 100 và trên 90 hoặc dưới 90 thì chúng ta sẽ có bước kế, hoặc là huyết áp dưới 90 và có triệu chứng thì hai, nếu có hai vấn đề này chúng ta qua bước tiếp theo. Thì lúc đó chúng ta sẽ phải đánh giá ít nhất là hai lần và cũng đánh giá lại cái tình trạng liên quan với triệu chứng, và có thể tốt nhất là chúng ta đo Holter huyết áp để xem nếu thực sự bệnh nhân có tăng huyết áp dai dẳng, thấp huyết áp dai dẳng và có liên triệu chứng thì chúng ta sẽ qua bước thứ hai. Còn nếu không thì chúng ta không phải điều chỉnh gì hết mà chúng ta chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn vân vân. Vậy nếu như bệnh nhân còn tụt huyết áp và có triệu chứng thì chúng ta bắt đầu phải xem xét ngưng hoặc giảm những thuốc. Đầu tiên là những thuốc không có lợi cho suy tim, ví dụ như thuốc cơ chế canxi, những thuốc nitrat vân vân, hoặc là dùng đợi tiểu quá mức. Nếu vẫn còn thì chúng ta qua bước thứ ba. Bước thứ ba thì chúng ta sẽ chỉnh lại liều đợi tiểu và chúng ta đánh giá lại các tình trạng khác xem có gì trên tim mạch hay không. Sau đó thì chúng ta sẽ sang bước 4 là tùy theo tình huống lâm sàng của người bệnh để chúng ta quyết định. Ví dụ chức năng thận thay đổi thì chúng ta phải giảm liều các thuốc chế ARA. Tần số tim quá thấp thì chúng ta có thể phải giảm liều chạm beta hoặc là invalidin, hoặc đôi khi chúng ta phải xem xét người bệnh này bắt buộc phải dùng tức là đặt máy tạo nhịp hay không, vân vân. Còn là các trường hợp chúng ta không rõ thì chúng ta trước mắt phải giảm liều những cái thuốc làm hạ huyết áp như là ức chế ARA hoặc là chạm beta, vân vân. Và sau đó chúng ta theo dõi. Như vậy thì cái trình tự huyết áp xử lý huyết áp thấp của chân suy tim ngoại trú thì các anh chị nhớ là không nên quá vội vàng, là chúng ta cố gắng đánh giá triệu chứng và mức độ nguy hiểm của nó, điều chỉnh các yếu tố thông thường trước, sau đó chúng ta bắt đầu với điều chỉnh đến thuốc và các tình trạng liên quan. Vấn đề thứ hai là trong cái nhóm phân loại của bệnh nhân, tức là liên quan đến thận, thì chúng ta đều biết là
các nghiên cứu đã ra đời nhưng mà thực sự trên bệnh nhân thận như thế nào thì chúng ta cần phải xem xét. Thế đây là các chứng cứ trên bệnh nhân thận ở bệnh nhân giai đoạn 3, 4, 5. Vì nói chung là ở giai đoạn 3 thì chúng ta thấy trở lên thì không thành vấn đề. Đấy, nhưng mà nếu bắt đầu đến giai đoạn 4 và 5 thì các mức chứng cứ là chúng ta thấy yếu và hầu như là ít rồi. Như vậy thì trong khi chúng ta chữa bệnh thận thì những bệnh nhân giai đoạn 3 thì chúng ta yên tâm dùng các thuốc tứ trụ mà chúng ta đã biết hoặc các thuốc khác. Còn đến giai đoạn 4, 5 thì chúng ta phải xem xét vì mức chứng cứ nó ít hơn. Thì các anh chị đều biết là cái sơ đồ điều trị suy tim theo bậc thang là ở đây là điểm 2019, năm nay là chúng ta nhớ là chúng ta chưa có cái kỳ tu. Thì đối với bệnh thận thì nó có thêm hai cái cột là một bên là ghép thận rồi các điều trị thay thế thận, còn một bên là chúng ta phải xử lý cấp tính, tức là lọc thận cấp vân vân. Thì đấy là nó chỉ khác biệt ở chỗ đó mà thôi. Bên cạnh những cái việc mà chúng ta không được sử dụng những cái thuốc làm lọc thận thì chúng ta phải điều chỉnh thiếu máu vân vân, rồi có thể đặt ICD, thì đấy là cái sơ đồ điều trị chung bệnh nhân suy thận. Vậy thì bằng chứng trên thận, đặc biệt là những người EF 20, dưới 20 như thế nào thì các anh chị nhìn trên đây. Thì mình để chúng ta không quá sợ khi chúng ta chữa một bệnh nhân suy tim mà trên thận giảm, chúng ta thấy là từ trên 30 thì mọi việc các thuốc thì đều có bằng chứng, đây là mạnh, trung bình, yếu và không có bằng chứng. Thì mình thấy rằng trên 30 thì mình thấy hầu như các thuốc chúng ta đã được quen biết như là chặn beta, ức chế men chuyển, thụ thể vân vân là đều có bằng chứng tốt, kháng progesterone đều tốt. Bắt đầu từ độ 4, 15 cho đến 30 chúng ta thấy bắt đầu mới giảm. Đã. Và khi đến giai đoạn 5 mà chưa có lọc máu thì là giảm nữa. Thì rõ ràng là đối với chặn beta thì mình thấy là đến giai đoạn 5 chúng ta vẫn có quyền sử dụng carvedilol. Đối với các thuốc ức chế hệ RAA mà nếu như bệnh nhân mà có lọc thận thì chúng ta sử dụng rất là bình thường. Từ dưới đến ở giai đoạn 5 còn chưa lọc thận thì mình thấy là mức chứng cứ rất là yếu và chúng ta hết sức thận trọng. Chúng ta có dùng thì phải theo dõi, nếu không dùng được là chúng ta không được phép dùng, vân vân. Còn với các thuốc kháng đợt thôi, chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn có thể sử dụng ở giai đoạn 4 để chúng ta xem xét, nếu không tăng kali máu thì chúng ta vẫn cố gắng sử dụng được. Và đối với những cái thuốc như là hirazine chúng ta quen rồi thì chúng ta, vì đây nó phải là thuốc trụ cột nhưng mà nó không ảnh hưởng người thận thì chúng ta vẫn có quyền sử dụng. Tương tự như là dioxin, nhiều khi đến giai đoạn 5 thì dioxin vai trò bắt đầu nó mới giảm rất rõ và chúng ta hết sức hạn chế khi sử dụng. Như vậy để mình thấy rằng đối với bệnh nhân suy thận, bệnh thận thì đến từ giai đoạn 3 thì chúng ta yên tâm, từ giai đoạn 4 thì chúng ta bắt đầu thận trọng, giai đoạn 5 chúng ta chỉ còn một số thuốc. Vấn đề đặt ra là khi chúng ta dùng thì chúng ta đặt bệnh nhân ở cái mức nguy cơ theo dõi sát, chứ chúng ta không nhát đến cái mức mà chúng ta không dám dùng. Nếu dùng không được chúng ta mới thôi, lúc đó chúng ta sử dụng những thuốc mà an toàn cho bệnh nhân suy tim và suy thận. Mà lúc đó thì đôi khi chúng ta cần phải lọc máu vân vân để đảm bảo. Vì vậy thì trong quá trình điều trị suy tim suy thận thì mình cố gắng là tránh những thuốc độc thận, tránh mất nước, tránh giảm thể tích và chúng ta cố gắng phải dùng liều test để xem dùng được hay không và sau đó tăng dần liều. Rồi chúng ta quan tâm sử dụng FT2 ở bệnh nhân mà có suy thận, bệnh nhân suy tim và đặc biệt là có đái đường. Dioxin nhất là đến giai đoạn 5 dễ ngộ độc nên chúng ta hết sức lưu ý. Và cái điểm quan trọng là chúng ta hội chẩn sớm với thận để xem xét chỉ định lọc máu. Thế đây là cái bảng để chúng ta thấy là khi chúng ta sử dụng ở bệnh nhân ở giai đoạn 4 và 5 thì chúng ta hầu hết chỉ có chặn beta là chúng ta yên tâm thôi. Và chỉ có một thuốc duy nhất là bizo là giảm nửa liều khi giai đoạn 4 và 5, còn lại là chúng ta dùng tương đối thoải mái. Còn các thuốc khác hầu hết là chúng ta đều phải giảm liều. Và khi chúng ta sử dụng ở bệnh nhân suy thận thì các anh chị hết sức lưu ý là bệnh nhân chức năng thận sẽ xấu đi thì mình phải đánh giá cái nguyên nhân ngoài tim, nguyên nhân về mặt thể tích và các nguyên nhân khác, trong đó có huyết áp vân vân. Và trong cái vấn đề thể tích thì mình phải nhớ phân định được là tình trạng người bệnh này thực sự là sung huyết hay mất nước, bởi vì hai cái này xử lý khác nhau. Do đó phải phân định cho rõ chức năng xấu đi này có liên quan đến tình trạng sung huyết hay mất nước hay không để chúng ta xử lý. Lưu ý trong vấn đề đánh giá người bệnh. Và sau đó thì chúng ta sẽ xử lý theo các bước. Bệnh nhân sung huyết thì chúng ta phải thay đổi lệ tiểu, mất nước thì phải giảm ngưng, vân vân. Thì đấy là những cái bước này chúng ta đã quen. Thế đây chúng tôi chỉ là giới thiệu cái phác đồ để chúng ta hình dung ra là khi bệnh nhân sử dụng ở bệnh nhân suy có bệnh thận mãn, chúng ta sử dụng thuốc thì nó sẽ có gặp những vấn đề mà chúng ta chức năng thận xấu đi thì chúng ta bình tâm và điều chỉnh. Trừ khi điều trị không được thì chúng ta mới không dùng cái thuốc đó mà thôi.
Vấn đề tiếp theo là chúng ta qua cái phần gọi là gánh nặng của loạn nhịp. Thì đối với cái nặng loạn nhịp thì cái việc chúng ta dùng chạy beta là tốt, cố gắng là tối ưu, thì đấy là chúng ta cố gắng sử dụng thuốc chạy beta. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng các thuốc như là acne, kháng testosterone, vân vân, vì nó chứng minh là giảm khả năng đột tử bên cạnh với chạy beta. Thì đấy là việc mà chúng ta cố gắng sử dụng cho những bệnh nhân có loạn nhịp. Nhóm thứ tư là chúng ta gặp những bệnh nhân suy tim và kèm rung nhĩ, thì đó là cái mà chúng ta rất hay gặp. Rung nhĩ này có thể tần số trên 100 hoặc là dưới 100. Thì chúng ta nhận thấy rằng là ở bệnh nhân suy tim thì nhất là nhịp xoang, thì chúng ta thấy có cái sự liên quan rất là tốt. Nếu nhịp tim khoảng độ quanh con số 60-70 thì tiên lượng nó sẽ tốt hơn là trên 80, thì đấy là trên nhịp xoang. Nhưng ở bệnh nhân rung nhĩ thì cái mối liên quan này nó không rõ ràng. Tức là bệnh nhân rung nhĩ chúng ta để thấp quá không tốt, chúng ta vẫn phải để quanh con số 70-80 chứ không phải là tụt xuống 60 y như nhịp xoang. Thì đấy là sự khác biệt về mặt kiểm soát tần số ở bệnh nhân rung nhĩ so với nhịp xoang. Thì đây là cái chiến lược mà chúng ta nhận thấy là khi chúng ta sử dụng kiểm soát tần số ở bệnh nhân rung nhĩ. Đương nhiên là khi huyết động không ổn thì mình vẫn kiểm soát nhịp tạm thời. Còn đối với huyết động ổn định thì mình sẽ kiểm soát tần số trong suy tim. Thì chúng ta người ta hiện nay thì ưu tiên 3 thuốc là chạy beta, suy tim ép giảm, digoxin hoặc là chúng ta dùng amiodarone. Thì đấy là chúng ta có thể dùng đơn độc hoặc phối hợp. Không được thì chúng ta phải sử dụng các chiến lược mà can thiệp, ví dụ như chúng ta phải triệt nút AV và sau đó đặt máy tạo nhịp. Thì đấy là cái vấn đề mà chúng ta kiểm soát tần số. Và khi bị rung nhĩ mà lại có huyết áp thấp nữa thì chúng ta làm gì? Thì đương nhiên lúc đó là chúng ta phải ngưng tạm chặn beta. Chúng ta có thể dùng digoxin thay cho ức chế beta để kiểm soát tần số và cố gắng duy trì tần số trên 70. Với chiến lược này thì chúng ta có thể nâng được liều ức chế men chuyển và thụ thể sau này. Và đối với các thuốc kháng androgen và ST2 chúng ta có thể không cần phải thay đổi liều bởi vì nó không ảnh hưởng lắm đến huyết áp. Và trên bệnh nhân rung nhĩ thì đương nhiên chúng ta phải cân nhắc sử dụng kháng đơn. Đấy là chúng ta lưu ý ở bệnh nhân rung nhĩ và suy tim. Như vậy để mình thấy rằng cái tứ trụ khi chúng ta sử dụng thì nó rất là khác nhau ở những bệnh nhân mà suy tim. Có rung nhĩ, huyết áp thấp nó khác, huyết áp cao nó khác, có suy thận nó khác. Không phải mọi bệnh nhân chúng ta đều dễ dàng có thể áp dụng được cả 4 thuốc ngay đâu. Đối với trường hợp cuối cùng đó là trường hợp khi chúng ta chữa bệnh nhân suy tim nhưng mà có tăng huyết áp, mà chúng ta chữa huyết áp vẫn còn cao thì chúng ta nên làm gì? Như vậy thì chúng ta thấy là vì bản thân chúng ta dùng bệnh nhân suy tim, dùng cái men chuyển, dùng chạy beta, kháng androgen, bản thân nó cũng là thuốc hạ áp rồi. Vậy thì tại sao những bệnh nhân này vẫn còn huyết áp cao? Thì đương nhiên thì đầu tiên chúng ta phải tìm các nguyên nhân bất lợi. Ví dụ như chúng ta người ta dùng cái thuốc giảm đau hay ăn mặn gì đó. Và bắt buộc chúng ta phải kiểm tra sự tuân thủ. Và chúng ta phải cố gắng vì những trường hợp huyết áp cao như vậy có nghĩa là chúng ta có nhiều khả năng để đạt liều đích. Nên chúng ta cố gắng là đạt liều đích của các thuốc. Và sau đó thì chúng ta phối hợp thêm isoxorbit và hydralazine để đạt mục đích kiểm soát huyết áp. Và chúng ta có thể bổ sung cái này thì chúng ta chưa có. Và sau đó men ức chế canxi thế hệ 2. Cái này thì chúng ta thấy rằng là trước đây thì chúng ta hơi quan niệm hơi ngược. Tức là khi bệnh nhân không kiểm soát được huyết áp, bệnh nhân suy tim thì chúng ta thường cho ức chế canxi trước. Chứ thực chất thì chúng ta cần phải cho isoxorbit đi đắt trước, bởi vì hai thuốc này dù sao nó cũng còn trên nghiên cứu, mặc dù là nhỏ trên giai đoạn là chính, nhưng mà trong các nghiên cứu người ta vẫn thấy rằng nó làm giảm được tỷ lệ nhập viện nó suy tim và một phần nào đó là tỷ lệ tử vong. Trong khi đó hai thuốc amlo và kalo nó chỉ có tác dụng hạ áp chứ không có làm thay đổi được tỷ lệ tái nhập viện tử vong ở bệnh nhân suy tim. Chính vì vậy mà cái việc ưu tiên thì vẫn phải là ưu tiên nitrat và nitrazin trước, sau đó mới đến thì canxi. Đấy là những cái chỉ dẫn điều trị hết sức cụ thể cho những bệnh nhân mà còn tăng huyết áp kèm suy tim. Xin phép có một số điểm. Như vậy thì cái điểm đầu tiên mình phải nhớ, suy tim là một bệnh lý phức tạp và cần phải cá thể hóa. Nhưng dù kiểu gì thì chúng ta vẫn phải bắt đầu các thuốc này càng sớm càng tốt. Đó là ức chế men chuyển acne, không được thì có dùng ARB, chặn beta, kháng androgen và ức chế ST2. Điểm thứ hai chúng ta cũng cần phải lưu ý, đó là liều dung nạp tối đa ở mức thấp hơn liều mục tiêu thì vẫn còn tốt hơn là chúng ta không dùng, có nghĩa là chúng ta cố gắng dùng dù có thể liều tương đối thấp.
Và thứ ba chúng ta cần phải nhớ là chắc chắn rằng bệnh nhân đã hết sung huyết để chúng ta đảm bảo cho đủ 4 thuốc, nhất là thuốc chặn beta. Và khi chúng ta điều trị thì chắc chắn là phải dựa theo kiểu hình và cá thể hóa, kiểu hình suy tim và cá thể hóa. Nhưng nó không phải là lý do để chúng ta chỉ chọn một cách can thiệp. Tôi lấy ví dụ, một người có bệnh thận không có nghĩ là chúng ta không được phép là không dùng mũi chế vận chuyển hay như thế. Cái điểm quan trọng là chúng ta phải xem xét người bệnh này có sung nạp được không và theo dõi. Trừ khi chúng ta thất bại hoàn toàn chúng ta mới thôi. Và trong điều trị thì chúng ta không chỉ là điều trị triệu chứng, chúng ta cần điều trị toàn diện cái diễn tiến của bệnh, là comprehensive disease modified therapy. Đấy, chính vì vậy mà những cái thuốc thay đổi tái cấu trúc như bốn cái thuốc tứ trụ này là chúng ta cố gắng sử dụng để làm thay đổi cái đảo ngược quá trình tái cấu trúc của suy tim càng nhiều càng tốt. Thế các anh chị, đây là tóm tắt cái sơ đồ để lấy bệnh nhân làm trung tâm trong vấn đề hành trình điều trị. Thì từ suy tim cấp cho đến suy tim mạng thì cái quá trình điều trị lúc đầu thì chúng ta phải tích cực bằng các biện pháp để cứu sống mạng. Thế sau đó dần dần chúng ta sẽ cố gắng điều trị bằng các thuốc nội khoa tứ trụ. Và đây là chúng ta thấy là những cái vấn đề chúng ta cần phải quan tâm trên người bệnh, như chúng ta nói về mặt huyết áp, nhịp tim, dung nhĩ hay thận. Và trong cái tứ trụ này, thuốc thì mình thấy bốn thuốc, SGLT2 là thuốc mà hầu như chúng ta thấy nó sẽ xuất hiện ở hết tất cả. Còn những cái tình trạng thể lâm sàng khác thì chúng ta mới cần thay đổi những cái thuốc như acne, beta, ivadi, vân vân. Còn riêng SGLT2 thì chỉ có khi suy thận nặng chúng ta mới cần xem không dùng thôi, còn lại thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Và cuối cùng là điều trị suy tim thì chúng ta phải điều trị tình trạng sung huyết, quan trọng là chúng ta bảo vệ tim mạch toàn diện và điều trị bệnh kết hợp chứ không đơn thuần chỉ là điều trị triệu chứng. Thì xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các anh chị đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thành Thiện đã có một cái bài báo cáo có tính chất thực hành với rất là nhiều những cái thông tin để tiếp tục chương trình. Tôi xin quý đồng nghiệp nghe một cái báo cáo về một cái phân nhóm những bệnh nhân suy tim đặc biệt mà chúng ta gặp càng ngày càng nhiều. Và chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Nguyễn Văn Trí báo cáo chủ đề các lưu ý trong quản lý suy tim ở người cao tuổi. Xin. Anh Nhân đây có nghe anh đây? Kể cả tiếng có sủa nhưng mà không chưa thấy hình nha. Ủa sao hình hình thôi em thấy mà bạn không thấy. Share slide. Thầy Nhân thấy chưa thầy Nhân? Thấy rồi, giáo sư Trí ơi, xin mời. Kính thưa quý đồng nghiệp, chúng ta đã nghe ba bài báo cáo và bài báo cáo rất là hay và chi tiết. Không chỉ về cái tế bào học, không chỉ về cái các cái công trình nghiên cứu và những cái ứng dụng lâm sàng. Tuy nhiên hôm nay tôi xin phép được trình bày một số cái cập nhật suy tim ở bệnh nhân cao tuổi có liên quan đến đó. Thì cái điều thứ nhất là cái người cao tuổi thì đa số là có cái suy tim mà tần suất tống máu bảo tồn thì hưởng được gì trong cái giai đoạn hiện nay. Thứ hai là tôi sẽ bàn về cái suy tim mà kèm với tình trạng sức khỏe dễ tổn thương của người cao tuổi thì thầy thuốc cần quan tâm đến điều gì để gọi là đúng và đủ. Kính thưa quý đồng nghiệp, cái này là một slide chỉ nhắc lại thôi, chủ yếu là những người cao tuổi á. Thì khi mà ta tổng hợp giữa suy tim
giữa người nam và người nữ thì có xu hướng là nó sẽ cao hơn ở cái người cao tuổi, suy tim tâm trương. Và trong thực tế lâm sàng chúng ta cũng thường gặp như vậy. Và trong đó là cái người nữ chiếm ưu thế. Cái kết quả điều trị về suy tim tâm thu mà có phân suất tốc máu giảm hay là giảm nhẹ thì chúng ta đã biết quá rõ ràng. Riêng cái suy tim mà phân suất máu eo tồn, nó là cái câu hỏi mà nó hay xảy ra người lao tuổi. Cho nên nếu như một cái thuốc nào mà có giải pháp nào mà cải thiện được thì hoàn toàn điều đó là rất may mắn cho những người cao tuổi bị suy tim. Thì cái về cái cơ chế thì chúng ta biết rằng người cao tuổi thì người ta sẽ có bốn cái cơ chế chính để gây ra cái suy tim tâm trương. Trong đó đó cái cơ chế về rối loạn chuyển hóa béo phì, thường là lớn tuổi phần lớn các bạn thấy là người ta không đái tháo đường thì cũng rối loạn dung nạp đường vân vân, ta cũng có huyết áp tăng, cũng có tăng lipid máu. Như vậy thì phần lớn người cao tuổi sẽ lọt vào cái giai đoạn này. Thứ hai nữa đó là người cao tuổi thường là nó có tình trạng cứng các mạch máu cũng như là nó cứng các cái buồng thất. Và như vậy thì cái việc mà trung giãn nó sẽ rất khó khăn. Ngoài qua nó có hiện tượng tái cấu trúc khi mà bệnh nhân tăng huyết áp. Và những người cao tuổi thường là những người dễ tổn thương. Cho nên là người ta không có thích nghi trong cái việc mà vận động, dễ có cuộc sống tĩnh tại, ít có vận động. Nói chung là ngán vận động. Và chính như điều đó nó dẫn tới cái suy tim tâm trương. Thì khi mà chúng ta so sánh giữa cái suy tim tâm trương của người cao tuổi với người trẻ thì nó cũng có khác nhau một tí. Chẳng hạn như là ở người cao tuổi phần lớn là phụ nữ. Ở người mà trẻ tuổi, nam giới thì thường là nam giới trẻ tuổi. Và thường là tử vong hay kết cục lâm sàng của những người trẻ tuổi béo phì nam giới mặc dù là suy tâm trương thì nó có liên quan nhiều đến nguyên nhân tử vong do tim mạch. Trong khi những cái người cao tuổi thì phần lớn người ta sẽ có nguyên nhân tử vong ngoài nguyên nhân tim mạch, kèm với nguyên nhân do tim mạch giống như là bên phía bên người trẻ. Thì đối với suy tim mà EF bảo tồn và suy tim cái EF giảm, chúng ta thấy rằng về mặt cơ chế đó nó cũng có những cái cơ chế chung, chẳng hạn như cơ chế chung là béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận, cả hai đều có thể dẫn đến hai loại suy tim khác nhau. Tuy nhiên nó vẫn có những cơ chế riêng và chính cái cơ chế riêng này nó làm cho ở người cao tuổi dễ xảy ra hơn. Ta thấy là ở bảo tồn là do hiện tượng lão hóa, hiện tượng dễ tổn thương của người cao tuổi do những cái bệnh liên quan tới bệnh phổi mãn tính, và đặc biệt là nó có liên quan đến cái hiện tượng viêm. Hiện tượng viêm này nó xảy ra là do tuổi tác, do cái hiện tượng lão hóa, nó hoàn toàn độc lập với cái hiện tượng nhiễm trùng bình thường. Đó là lý do tại sao mà cái người cao tuổi dễ bị như vậy. Và đặc biệt là ở phụ nữ thì người ta nhận thấy là thống kê nó tăng. Như vậy thì rõ ràng rằng là người ta quan tâm rất nhiều tới cái việc mà điều trị cái suy tim mà cái phân suất tốc máu bảo tồn. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là tất cả kết quả đều phần lớn là âm tính hết. Mà trong khi với phân suất tốc máu giảm thì phần lớn gần như là thành công hết. Thì như vậy cho đến giai đoạn này chúng ta thấy rằng là đối với EF giảm hay là EF mà phân suất giảm nhẹ thì gần như người ta điều trị giống nhau, là như là cái tứ trụ như mà nãy giờ chúng ta đã nghe. Tuy nhiên với phân suất tốc máu mà bảo tồn trên 50% thì cho đến ngày hôm nay chúng ta chỉ thấy có MPR research, tức là cái nhóm thuốc empagliflozin là nó có hiệu quả. Như vậy mặc dù là có một thứ nhưng mà đó cũng là cái niềm vui và đó cũng là cái niềm may mắn cho các bệnh nhân cao tuổi mà có suy tim tâm trương, bởi vì đây là một trong những cái yếu tố giúp cho người cao tuổi sống được tốt hơn, sống chất lượng hơn, và nó bảo đảm được cái cơ quan thận tốt hơn cho người cao tuổi. Thì rõ ràng là kết quả này chúng ta thấy rằng là ngoài cái tiêu chí chung là người ta giảm cái nguyên nhân tái nhập viện và tử vong, thì những cái tiêu chí khác chẳng hạn như giảm cái nguyên nhân tái nhập viện thì đây là một cái điều mà rất rất cần, rất tốt cho người cao tuổi.
Nếu như chúng ta mà vào cái khoa tim mạch, có lẽ là chúng ta sẽ thấy nhiều, phần lớn là những bệnh nhân suy tim cao tuổi là phải nhập viện, đi nhập viện lại nhiều lần. Và cái chuyện này mỗi lần nhập viện sẽ là mỗi lần sẽ làm giảm cái tuổi thọ bệnh nhân, và dĩ nhiên chất lượng sống nó cũng ảnh hưởng. Và khi làm nghiên cứu thì thấy rằng là với cái thuốc này nó cũng làm cải thiện chất lượng sống bệnh nhân. Và đây là cái mà người cao tuổi tôi nghĩ rằng là rất, người ta rất cần. Người ta cần sống có chất lượng hơn là cần sống thêm 5 tháng trong giai đoạn mà suy yếu, mà người ta mình gọi là trung bình hoặc nặng. Chứ nếu mà sống mà không có chất lượng thì thật sự ra kéo dài thêm một vài tháng, một vài năm thì cũng không cần thiết. Và cái điều quan trọng nữa là kết quả này nó cho thấy rằng là cái cải thiện được chức năng thận. Như hồi nãy đã trình bày với các bạn đó, thì ở người cao tuổi á, ở thống kê của Mỹ á, ở những người cao tuổi bình thường thì cái chức năng thận á, nó sẽ giảm đi 50% ở trên 70 tuổi. Có nghĩa là người trên 70 tuổi phần lớn là chỉ còn hoạt động của một thận, hay là nói nôm na giống như là mình đã hiến một thận rồi. Thì như vậy chỉ còn một thận thì làm sao mà mình ta cải thiện được cái chức năng thận là điều đó cực kỳ quan trọng đối với người cao tuổi. Khi mà chức năng thận tốt thì chất lượng sống sẽ tốt, chức năng thận tốt thì sẽ giảm tái nhập viện, và chức năng thận tốt thì cũng sẽ giảm bớt tử vong. Cho nên với nghiên cứu này thì cái thuốc ức chế SGLT2 đó là một cái hy vọng tôi nghĩ là lớn cho bệnh nhân và cả cho thầy thuốc chúng ta, không phải đắn đo, không phải lo lắng nhiều đối với những trường hợp suy tim mà phân suất tốc máu bảo tồn. Đôi khi hồi trước mình thấy phân suất tốc máu giảm có lẽ là còn dễ chịu hơn, dễ cho thuốc hơn. Còn nếu mà phân suất bảo tồn thật sự nó là vấn đề, thì ngày nay đây là một cái cứu cánh tôi nghĩ như vậy đối với người cao tuổi mà có mắc bệnh suy tim hoặc là có nguy cơ suy tim là chúng ta có thể áp dụng được. Nội dung thứ hai tôi muốn trình bày với các bạn đó là cái vấn đề mà cái tình trạng sức khỏe của người cao tuổi thì dễ tổn thương. Cho đó là thành thầy thuốc mình cần quan tâm gì thêm để cho gọi là đúng và đủ. Chúng ta thường là quan tâm nhiều đến những cái vấn đề trực tiếp, đó là vấn đề suy tim. Nhưng mà ta biết rằng là cái người cao tuổi á, thì trong khuyến cáo 2021 người ta có nhấn mạnh như thế này. Đối với những người cao tuổi á, là bắt buộc chúng ta phải đánh giá cái tình trạng sức khỏe, hay là cái tình trạng mà suy yếu, hay là tình trạng dễ tổn thương trước khi chúng ta quyết định điều trị cho bệnh nhân. Và chúng ta quyết định mục tiêu cho bệnh nhân, chúng ta điều trị là chủ yếu là chúng ta dựa vào chất lượng sống, hay là chúng ta có và không kỳ vọng lớn thời gian sống. Và điều này nó phụ thuộc vào cái đánh giá về cái mức độ suy yếu của bệnh nhân. Tuy nhiên các bạn thấy cái mối liên quan giữa suy yếu và suy tim, thì các bạn biết nếu một người mà vừa suy yếu mà vừa suy tim thì chính suy tim nó làm suy yếu nặng thêm. Và nếu mà suy yếu mà nó xảy ra trên bệnh nhân suy tim thì cái việc mà điều trị suy tim á, nó sẽ đạt cái hiệu quả rất là kém. Bởi vì cái suy yếu này nó đẩy cái tình trạng suy tim nặng lên, mà đôi khi cái điều trị của chúng ta thì lại trong lúc đó cái điều trị chúng ta lại rất là thận trọng, không có tích cực, không có mạnh mẽ, giống như là một cái suy tim ở cái người không có suy yếu. Cho nên là mà người ta thấy rằng là trên 50% bệnh nhân suy tim có suy yếu các bạn. Có lẽ là cái này là chúng ta có thể kiểm tra ngay một cái điều tra ngắn ở trong cái khoa, chúng ta xem coi là có bao nhiêu phần trăm bệnh nhân suy tim có kèm suy yếu. Cái điều này thì có lẽ chúng ta ít quan tâm, nhưng mà bởi vì mình làm công tác lão khoa mà còn làm công tác về tim mạch nữa, cho nên là mình rất quan tâm đến cái này và chỉ nhắc nhở với các bạn rằng là nhớ là đến 50% bệnh nhân suy tim mà chúng ta đang quản lý là nó có suy yếu. Do đó nếu mà mình chỉ giải quyết vấn đề suy tim mà mình không giải quyết vấn đề suy yếu thì chúng ta không đạt được, khó đạt được cái mục tiêu của chúng ta để đạt. Như vậy trước khi thì tôi xin phép trình bày một cái bảng, gọi là cái bảng mà mình đánh giá cái suy yếu, đánh giá cái sức khỏe nói chung mà dựa theo cái sang điểm suy yếu của năm 2020. Và đơn giản quá để cho mọi người cùng hiểu.
Thật ra cái bản này nó chi tiết lắm, nhưng mà bao hàm lại thì nó gồm những ý sau đây. Và tôi nghĩ rằng là những ý sau đây thì nó cũng giúp được cho mọi người chúng ta từ trẻ đến già có thể tự đánh giá cho bản thân mình và đánh giá cho bệnh nhân của mình một cách tương đối là nhanh chóng và tương đối là hiệu quả. Chúng tôi đang làm một cái nghiên cứu là so sánh cái tính tương đồng giữa cái bản này với cái bản Rayleigh Scale này và đã được phép tác giả OK rồi. Thì tôi nghĩ rằng là đến cuối năm nay chúng ta sẽ làm cái bản, làm cái so sánh tương đồng này để mong có một kết quả thực tế cho người Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy là cái người khỏe mạnh, đa số chúng ta là người khỏe mạnh, thì nó lại cũng có nhiều loại khỏe mạnh khác nhau. Chẳng hạn như là rất khỏe, khỏe và tạm ổn. Những người mà cao tuổi thường là gọi là tạm ổn, là khỏe mạnh thì thường thường là cũng có bệnh nặng tính, nhưng mà được kiểm soát tốt. Cũng giống như bản thân tôi đây thì có lẽ là mình chỉ nằm, nếu mà tốt lắm thì mình nằm trong này cái tạm ổn, tức là ít nhiều là mình có bệnh nặng tính ha. Và như vậy để giải quyết cái tình trạng sức khỏe của mình muốn đẩy lên thì mình chỉ còn có hai cái mình có thể tác động được, đó là làm sao mình năng động, làm sao mình tự dục thường xuyên để mình đẩy cái tạm ổn này nó có thể lên được trên cái mức độ cao hơn là nằm trong tình trạng khỏe. Thì chúng ta có thể làm được hai việc này. Rồi đối với những người mà đã có tiền suy yếu, có nghĩa là đã dễ tổn thương rồi, thì là mình đã có bệnh mạng, nhưng bệnh mạng khó kiểm soát. Chẳng hạn như mình có đái tháo đường mà khó kiểm soát mục tiêu, lý do là do bệnh, hoặc là lý do lâu năm, hoặc là lý do là do không có tuân thủ v.v. Và cái điểm thứ hai mình để ý đối với những người dễ tổn thương, đặc biệt là người lớn tuổi mình hay gặp, đó là khi mà mắc một cái bệnh cấp, chẳng hạn như mắc cái bị virus COVID chẳng hạn, thì cái bệnh nó sẽ nặng hơn và nó sẽ kéo dài hơn. Và nếu như sau khi hồi phục thì cái thời gian hồi phục nó cũng chậm hơn. Đó, thì những người như vậy là những người dễ tổn thương. Và sau cái giai đoạn cấp như vậy, sức khỏe nó sẽ xuống cấp. Và thường thì những người mà dễ tổn thương mà đang hoạt động hàng ngày đó, các bạn có thể biết cái hỏi bệnh nhân thường nói là trong ngày ít nhiều gì đó có cái cảm giác mệt mỏi mà không giải thích được. Chẳng hạn buổi trưa họ cảm giác khi trời thay đổi là họ cảm thấy mệt mỏi không muốn gì hay làm gì hết, cho đến buổi chiều tối thì trời nó tốt hơn thì bắt đầu người ta mới muốn phật đạo và hoạt động. Sau đó thì chúng ta phân đối với dễ tổn thương thì hay gặp ở người cao tuổi và chúng ta hay bỏ qua. Và đối với suy yếu thì tôi chia thành suy yếu nhẹ, trung bình, nặng dựa theo các hoạt động xã hội. Chẳng hạn các bạn thấy hoạt động xã hội chẳng hạn như là đi chợ, đi siêu thị hay là sử dụng các phương tiện vận chuyển hay vân vân thì gọi là hoạt động xã hội. Còn các hoạt động cơ bản mình gọi là cái hoạt động sống của mình đó, chẳng hạn như là mình khi đi tắm thì mình tự tắm chứ không phải là cần cái người chăm sóc thì gọi là hoạt động cơ bản. Thì cái người suy yếu nhẹ đó thì họ cần giúp đỡ một số hoạt động xã hội, chẳng hạn như là khi họ đi tàu hỏa, đi máy bay thì chắc chắn phải có người theo giúp, chứ thường một mình họ không dám đi, không làm được, không có giải quyết được các cái phức tạp trong cái quá trình họ đi máy bay chẳng hạn. Một số thôi chứ còn bình thường họ vẫn hoạt động được. Còn đối với người mà suy yếu trung bình thì một số hoạt động cơ bản chẳng hạn như là cái chuyện mà di chuyển trong nhà chẳng hạn, di chuyển ở trong nhà là họ cần phải có gậy hay là thậm chí phải có người dìu để bước từ bên giường này qua giường kia thì ta gọi là một số cái, còn cái khác họ vẫn làm được. Và cuối cùng là cái người nặng là người mà tự mình không chăm sóc được cho mình. Thì tôi nghĩ rằng với cái bản này thì mọi người chúng ta có thể tự đánh giá sức khỏe cho mình và nó cũng tương đối đơn giản, mình có thể đánh giá sức khỏe của bệnh nhân mình trước khi mình tiến hành điều trị siêu tim. Thì đặc điểm